Gia Bảo Luxury, trao gửi báu vật của thời gian. Xin chào các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ quay trở lại và đánh giá một chiếc đồng hồ không cũ nhưng cũng không mới. Và chiếc đồng hồ này là một trong số những chiếc đồng hồ có cái mức giá tăng nhiều nhất trong khoảng 2 năm trở lại đây. Một chiếc đồng hồ đến từ bộ sưu tập Daytona của thương hiệu đồng hồ Rolex. Chiếc đồng hồ này thì thuộc bộ sưu tập mà có thể nói là hot nhất của Rolex, bên cạnh là Submariner hay là GMT. Đó chính là một chiếc đồng hồ dành cho những tay đua, một chiếc đồng hồ Rolex Daytona. Khoảng hơn một năm trước thì chiếc đồng hồ này chúng tôi bán với mức giá nó chỉ dao động vào khoảng tầm 800 đến 900 triệu. Tuy nhiên là thời điểm này, thời điểm hiện tại, khi mà những chiếc đồng hồ Rolex Sport cũng như là Rolex Daytona tăng cao thì chiếc đồng hồ này bây giờ hiện tại cũng đã có giá khoảng 1,2 tỷ. Chiếc đồng hồ hôm nay tôi đánh giá tới quý vị và anh em đó chính là chiếc đồng hồ mang mã hiệu là 116519 với lớp vỏ bằng vàng trắng, vành ceramic. Cái phiên bản này thì rất giống với cái phiên bản vỏ thép, thế nên là rất là nhiều người có nhắn tin cho Gia Bảo thì hỏi là cái phiên bản vỏ thép mà dây cao su có không. Tuy nhiên là tôi có thể khẳng định với anh em là chúng ta chưa có phiên bản nào vỏ thép mà có sử dụng dây cao su cả. Nếu để nói về ngoại hình thì chắc chắn rồi, một chiếc đồng hồ Daytona nó luôn luôn giữ cái DNA từ những phiên bản đầu tiên cho đến phiên bản hiện tại. Nếu so sánh đánh giá với những cái chiếc đồng hồ mang mã hiệu là 1165XX, đó là cái rằng cái series Daytona đang được sản xuất hiện tại với vành ceramic ấy, thì không có quá nhiều điểm khác biệt. Nếu mà với những cái phiên bản mà được set up về đá quý, kim hoàn hay rainbow thì cái dáng vỏ nó không có thay đổi gì cả. Tuy nhiên là với phiên bản, những cái phiên bản Daytona mà chúng ta có thể thấy là những phiên bản special đặc biệt ấy, thì cái vành thay vì ceramic thì chúng ta sẽ thấy được một cái vành rainbow hay là một vành hoàn toàn bằng sapphire, full diamond hay là ruby. Đấy, đó là những cái điểm mà chúng ta có thể mua được những chiếc đồng hồ Daytona phiên bản rất đặc biệt, cũng như là có giá trị rất là đắt trên thị trường. Còn về ngoại hình, về dáng vỏ, không có điểm gì khác biệt cả, ba nút bấm. Về máy của chiếc đồng hồ này thì là một cỗ máy, phải nói là một cỗ máy chronograph bấm giờ tích hợp rất là bền bỉ đến từ Rolex. Cái cơ cấu chronograph tích hợp này, nếu mà hiểu, trước đây chúng tôi có những cái video để phân tích về cái chronograph tích hợp hay là module nó rất là chuyên sâu rồi, thì chúng ta có thể quý vị có thể xem lại video đó. Nói một cách ngắn gọn thì cái chronograph tích hợp này nó sẽ bền bỉ, chắc chắn hơn, và nó sinh ra với một mục đích là để đếm giờ, chứ nó không phải là kiểu vá víu như module là dễ học. Đó, kiểu ngắn gọn là như vậy thôi. Đó, vậy thì cái cỗ máy này 4130 hiện tại đến ngày hôm nay thì nó được nó cũng phải hơn 20 năm rồi, nhưng Rolex vẫn tin dùng và chưa có cái ý định giới thiệu cái cỗ máy mới của 4130. Ít nhất là tôi nghĩ là trong phải 2 năm nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cỗ máy 4130 này hoạt động cực kỳ bền bỉ này. Cái cỗ máy thì tất nhiên là nếu mà so sánh với những cỗ máy của những cái thương hiệu đồng hồ in-house chronograph bây giờ như AP hay là Patek thì tất nhiên là cái độ hoàn thiện nó chỉ được 2 điểm, 3 điểm thôi. Nó một trời một vực. Nhưng để nói về cái tính bền bỉ không dễ bị hỏng vặt ấy, thì 4130 phải gọi nói là vô địch. Chiếc đồng hồ này thì có một cái tần số dao động là 28.800 nhịp trên 1 giờ, 4 Hz đấy, và sai số chỉ cộng trừ 2 giây thôi, và thậm chí còn ít hơn, thậm chí là ít hơn. Nếu mà bỏ qua về tính thẩm mỹ thì đây là một cái cỗ máy tôi để đánh giá là chronograph tôi thích nhất về cái tính cái độ bền bỉ này, hoạt động ổn định này và không hỏng vặt. Nó giống như kiểu chúng ta đi một chiếc Lexus ấy, kiểu như vậy. Đó, tuy là nó không, cái cỗ máy nó không được show off ra, nó không được đẹp, nó không được hoa mỹ, nhưng hoạt động tuyệt vời, đeo thoải mái luôn, gần như là không hỏng mặt. Đó. Khi mà Rolex ra cái line mà 116500 với cái vành ceramic thay thế cho phiên bản full steel ấy, thì cái quan điểm của tôi như thế này. Trước đây cái phiên bản full steel ấy, thì tôi rất là yêu thích cái phiên bản mặt đen. Cái phiên bản mặt đen ở trên chiếc steel đấy cũng có mức giá cao hơn phiên bản mặt trắng ở chiếc full steel. Trên phiên bản mặt trắng đấy thì nhìn thực sự là hơi buồn, thế nên là phiên bản mặt đen ở chiếc full steel cực kỳ cuốn hút và lúc nào nó cũng có cái mức giá cao hơn phiên bản mặt trắng. Tuy nhiên là khi chuyển sang cái thế hệ hiện đại này, cái thế hệ mà vành ceramic ấy, thì mặt đen nó đã bị thất thế đi. Với cái phiên bản vành ceramic hiện tại ấy, thì cái phiên bản panda ấy rất là đẹp, bởi vì mỗi người sẽ có một cái cảm giác
cảm nhận cái mặt số đồng hồ khác nhau, nhưng đối với tôi thì cái mặt số Panda là một cái mặt số mà cực kỳ ấn tượng. Mà cái thời điểm hiện tại này, mặt Panda có một mức giá cao gấp khoảng 3 lần giá retail. Giá retail bây giờ hiện tại khoảng tầm khoảng 13-14 ngàn. Tuy nhiên là giá thị trường có những lúc cao điểm lên gần 40 ngàn. Đó, nhân gấp khoảng 3 lần. Phiên bản này, mặt đen tôi không nghi lắm, tôi không thích lắm. Tuy nhiên là có một điểm gỡ lại với một phiên bản mặt đen cho chiếc Daytona này. Đó chính là gì các bạn biết không ạ? Đó chính là cọc số kim cương. Với một chiếc đồng hồ Rolex với nền mặt số tối, nếu như chúng ta xét cái kim cương hay là sapphire hay là đá màu đi, ví dụ như chúng ta có thể thấy được đây, với chiếc đồng hồ Daytona Rainbow, thì cái mặt số mà nền màu đen hoặc là màu tối sẽ làm cái kim cương cực kỳ là nổi, cực kỳ là đẹp luôn. Nếu như mà một cái phiên bản mặt số full kim mà có các cái cọc số lại là kim cương nữa thì gần như là nó biến mất, nó sẽ bị chìm, nó không có điểm nhấn. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ lên tay chiếc đồng hồ này và đưa ra một vài cái quan điểm cá nhân khi đeo lên trên tay chiếc đồng hồ Daytona 16519. Đây, thì như quý vị có thể thấy, đây, chiếc đồng hồ đang ở trên tay tôi. Một cổ tay dạng tròn, khá là formal với người Việt, với chu vi là khoảng gần 17. Đó, thì một chiếc đồng hồ size 40, đường kính 40, rất là vừa vặn. Và như tôi đã đề cập ở giữa video về cái dây Oyster Flex này, đây là một dây cao su mà phải nói là đỉnh, thuộc hàng bậc nhất của làng đồng hồ hiện tại. Có thể nói là so sánh là tôi thấy nó đeo thích hơn cả dây RM hay là dây của Patek, Aquanaut, hay là thậm chí là có thể nói là khó mà có một thương hiệu nào có thể làm cái dây đem lại đến cái trải nghiệm đeo sướng như cái dây Oyster Flex này. Đó là về dây cao su. Vậy còn khóa thì sao? Cái khóa của Daytona nó là chúng ta dù sử dụng là cái khóa EasyLink, chúng ta có thể tăng giảm khoảng nửa mắt dây, chức năng rất là hữu ích khi chúng ta đeo đồng hồ, nhất là vào cái mùa đông hay là mùa hè, chúng ta chuyển sang mùa hè, cái cổ tay của chúng ta nó co bóp ấy và nó giãn nở ấy, thì cái việc tăng giảm nửa cái mắt dây thì nó rất là phù hợp và rất là tiện dụng. Đó, khi tôi đeo cái chiếc đồng hồ này thì cái cảm giác đồng hồ nó không bị quá nặng nhưng nó lại rất đầm tay. Khi mà bạn hoạt động hay là làm mọi thứ, bạn sẽ không có cái cảm giác là đeo một chiếc đồng hồ nó bị nó bằng thép hay là nó nhẹ, mà nó đeo rất là đầm tay. Ok, thế thì chấm điểm qua một chút về chiếc đồng hồ này đi. Thì về ngoại hình thì không có gì để nói nữa rồi. Một chiếc Daytona là ao ước của rất là nhiều người chơi đồng hồ, và là kể cả là người biết và thích thương hiệu Rolex. 9 điểm đương nhiên rồi. Về cỗ máy thì sao? Tôi chỉ chấm cho chiếc đồng hồ này cỗ máy 4130 6 điểm thôi. Và nó chỉ đến ở một mức độ, một góc độ, đấy chính là độ bền bỉ. Chứ còn đối về độ hoàn thiện thì hay là những cái tính chất, nó mang tính chất là thẩm mỹ thì nó tệ. Có thể nói là nó không được đẹp so với những cái thương hiệu cùng phân khúc. Cái phân khúc 50.000 đến 70.000 chronograph ấy, thì có rất là nhiều cái cỗ máy nó đẹp hơn rất là nhiều. Tính thanh khoản thì sao? Phải nói là Daytona là một chiếc đồng hồ Rolex, và Daytona khi đi với nhau ấy, nó mang lại tính thanh khoản cực kỳ cao. Khi nếu như chúng ta trong cái trường hợp mà chúng ta muốn đổi đồng hồ để lên đời chiếc đồng hồ khác, hoặc là chúng ta muốn bán nó đi để lấy thu tiền về, thì đây là một chiếc đồng hồ tính thanh khoản rất là cao, cũng như là giữ giá trên thị trường. 9 điểm, đấy là điều đương nhiên rồi. Cảm giác lên tay thì sao? Với những chiếc đồng hồ Daytona khác, thì với chiếc đồng hồ thép thì có cái cảm giác nó chắc chắn của một chiếc đồng hồ full kim loại. Nhưng quan điểm cá nhân của tôi thì tôi thích đeo đồng hồ dưới dây Oyster Flex hơn là full dây vỏ thép hoặc full dây vỏ vàng. Cảm giác đeo giống như tôi có phân tích ấy, thì tôi rất ấn tượng với cái cảm giác lên tay của chiếc đồng hồ này, nên tôi sẽ chấm điểm tuyệt đối cho chiếc đồng hồ Daytona với dây Oyster Flex này. Tổng điểm cho chiếc đồng hồ này thì tôi nghĩ là khoảng 8 điểm so với một người yêu thích một chiếc đồng hồ Rolex Sport, hoặc là một chiếc đồng hồ Sport đi, với một mức giá tôi nghĩ là có thể chấp nhận được. Đó, trong thời điểm hiện tại 1,2 tỷ, nói chung là chấp nhận được. Ok, vậy thì suy nghĩ của anh chị em về chiếc đồng hồ Rolex Daytona với vỏ vàng trắng và dây Oyster Flex như thế nào, và nếu như được lựa chọn thì anh chị sẽ chọn chiếc đồng hồ này hay là chọn chiếc đồng hồ với dây vỏ thép với mức giá khoảng 30.000 USD? Hãy cùng comment ở phía dưới video này anh chị em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.